Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh video tiếp của tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy toàn bộ hình ảnh ở trong tệp PowerPoint. Ví dụ như ở đây tôi có một tệp PowerPoint có rất nhiều hình ảnh ở đây. Và bây giờ tôi muốn lấy tất cả hình ảnh này để sử dụng cho bài giảng khác, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Theo cách thông thường, chúng ta sẽ click chuột phải vào từng hình ảnh và chọn Save as Picture. Sau đó chúng ta chọn Save. Như vậy chúng ta đã lưu được hình ảnh như ở đây. Nhưng nếu tệp PowerPoint này có rất nhiều hình ảnh thì việc chúng ta lưu từng hình ảnh như vậy là rất mất nhiều thời gian. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy nhanh toàn bộ hình ảnh ở trong tệp slide này. Chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào thư mục chứa tệp PowerPoint của chúng ta. Sau đó các bạn sẽ chọn View. Sau đó chúng ta tích chọn File Name Extension. Như vậy, chúng ta đã hiển thị được phần mở rộng của tệp này ở đây. Sau đó chúng ta sẽ click chuột phải, chọn Rename. Chúng ta đổi lại định dạng PowerPoint sang định dạng Zip. Và Enter. Khi đó sẽ có hộp thoại xác nhận chúng ta có muốn chắc chắn đổi sang định dạng zip hay không. Chúng ta chọn Z. Như vậy chúng ta đã chuyển qua định dạng zip ở đây. Sau đó các bạn sẽ click chuột phải và chọn Extract để tiến hành giải nén. Như vậy chúng ta có được thư mục giải nén ở đây. Các bạn sẽ nháy đúp vào và chọn PPT. Sau đó chúng ta sẽ vào mục Media. Như vậy tất cả các hình ảnh ở trong tệp PowerPoint đã được lưu trữ ở đây. Một cách rất nhanh chóng để chúng ta có thể lấy được toàn bộ hình ảnh ở trong tệp PowerPoint. Sau đó chúng ta có thể đổi lại tập tin này về định dạng. Các bạn sẽ đổi sang định dạng PowerPoint PPTX. Đây chính là định dạng của PowerPoint ở phiên bản 2007 trở lên. Các bạn Enter và chọn Z để xác nhận đổi sang kiểu PowerPoint. Vậy chúng ta đã đổi sang PowerPoint ở đây. Khi đó tệp PowerPoint này vẫn như cũ. Chúng ta có thể xem được như sau. Đây chính là tệp PowerPoint ban đầu của chúng ta. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta lấy toàn bộ hình ảnh ở trong tệp PowerPoint một cách rất đơn giản và nhanh chóng. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.